cái nào mới thì ghi lại, cái nào cũ thì thôi nha. Cái nào mà nhắm anh em biết rồi thôi, cái nào mới thì ghi lại. Cái này không biết anh em biết chưa, chúng mình vào là Google Classroom. Ở đây có ai biết cái này lần nào chưa? Chưa ghi vô cuốn tập. Còn anh nào có điện thoại thì lên nhập trên Google Search cái đó luôn. Mình sẽ học thông qua cái này và cái Google Style lúc nãy. Mình dùng hai công cụ này để học. Và mai mốt sẽ nói thêm các công cụ khác. Mình cứ từ từ. Được chưa? Cho nên nhớ hôm sau đi học là mang theo máy tính. Ví dụ như điện thoại mình không có, điện thoại smartphone thì mình đem theo máy tính. Bởi vì giờ đa số các bạn là đều có laptop hết mà. Xong mình đem theo máy tính, xong rồi mình mua điện nó không tới, mình mua thêm cái cổ cắm điện á, kéo lên đây, kéo xuống cắm mình xài. Bởi vì mình học mấy tiếng pin nó hết làm sao? Chứ không mà mai mốt lại nói hết pin là không được. Mình phải chuẩn bị trước. Rồi các bạn sợ được cụm từ này chưa? Rồi sau đó mình sẽ đăng nhập vào. Đây mình cũng lên, mình làm giống vậy. Cái này cũng có ghi lại bởi vì nó mới cho nên là ghi lại để up lại lên cho các bạn. Đây là ghi thẳng lên trên này luôn cũng được. Google Classroom đây. Google Classroom. Sau đó các bạn chọn vào đây. Tiếng Anh tiếng Việt là do mình chọn thôi, không sao hết. Ở đây là do của thầy là nó có sẵn rồi. Nó có sẵn rồi, cho nên còn của các bạn thì các bạn đăng nhập vào, chọn xin in đăng nhập vào là nó sẽ kéo các bạn tới cái cửa sổ giống như này. Các bạn làm đi, đợi một chút. Các bạn 5 phút để các bạn làm cái đó. Tiếng Anh là chữ nào không biết thì tra từ điển. Mình từ từ thôi. Ví dụ như bữa nay mình không biết chữ đó, mình tra từ điển, ngày mai thành mình biết chữ đó. Mai mình quên chữ đó mình lại coi lại chữ đó. Đó là như vậy. Chứ mình đừng có, không sao hết, không có ai mà tài giỏi gì mà tự nhiên thấy nó nhớ luôn 10 ngày không có. Rồi, các bạn thấy ở trên nó có dấu cộng không? Nhưng các bạn từ từ. Giờ thầy mới tạo ra một lớp học ở đây mới tạo ra, ở đây nó có 21 à. Nếu như tiếng Việt thì ở đây nó sẽ là tham gia lớp học John Class. Dưới này nó sẽ là tạo lớp học Create Class. Đây dòng tiếng Anh. Chọn vào đây. Đó, nó sẽ báo mình có đồng ý với các điều khoản để tạo lớp học không. Tạo lớp học. Nên đặt cái tên lớp của mình là cơ sở công trình cầu. Trình của mình là học kỳ 2 phải không? Học kỳ 2 không? Ghi vô học kỳ 2. Cái này thầy tạo thôi, các bạn không cần tạo. Thầy tạo mời các bạn vô. Còn sau này các bạn định dạy hoặc là hướng dẫn ai đó cái vấn đề gì đó thì các bạn tạo đó, các bạn mời người ta vào. Học kỳ 2 2017 2018. Rồi tạo ra. Chưa có gì hết. Thì ở đây nếu như tiếng Việt thì nó cái stream này dịch ra là luồng thông tin. Còn students là sinh viên, about là giới thiệu. Ở đây mình vào student. Mục đích vào đây là để mời các bạn vào lớp học. Đây các bạn có thấy nó có class code không? Đó. Các bạn vào cái dấu cộng hồi nãy và chọn vào join class hoặc là tham gia lớp học.
các bạn nhập cái mã code này vào, copy để dán vào bo cho nó to dễ nhìn nè. Đó. Cho phong nó bự lên chút xíu nè. 40 nè. Đó, rồi các bạn join vào đi. Được chưa? Tham gia, nhắn tham gia. Sao lại không hợp lệ? Có bạn tham gia được đâu mà. Nè. Khi các bạn tham gia vào là thầy biết liền mà. Chắc có nhận mình nhập nhầm gì không? Đó. Các bạn thấy người ta viết cái công nghệ hay không? Là các bạn cứ do lại trên này là thấy luôn, không cần phải ít năm gì hết. Lên ứng dụng, nó có ứng dụng trên iOS và trên Android. Các bạn lên App Store của nó, các bạn tải vô, ví dụ như ở đây nè. Vô Google App Store. Nó có cái ứng dụng đó luôn. Nó có cái ứng dụng đó để cho mình học luôn, chứ không cần phải. Chỉ có trên máy tính mới xài web thôi. App Store. À, các bạn vào Google Play Store. Còn nếu như các bạn xài iPhone thì các bạn vào Apple Store. Gõ cái tên của cái công cụ đó vào. Ví dụ như đây. Google Classroom. Đấy. Đó. Rồi các bạn cài cái công cụ này vào. Sẵn là cài luôn cái đọc này vào slide. Cài luôn mấy cái đó luôn, bởi vì mai mốt đường nào mình cũng xài hết đó. Mình đọc online. Còn nếu như dùng iOS thì cài ứng dụng trước này. Được chưa? Tại vô. Tại vô. Xong rồi. Xong rồi mình bật cái ứng dụng đó lên rồi nó cũng có đăng nhập email rồi thay cho cái thằng chặn cái mã và sao sẽ là nó vào được cái thằng đi. Là mình bắt đầu thôi. Đây các bạn nhớ ghi lại cái mã lớp học này nha. Ghi vào chứ để quên, ghi cái mã lớp học vào. Rồi. Ghi cái mã lớp học vào vì để mình bạn bè cho anh nào bữa nay mà không đi học á cho anh đặng anh vô lớp học chứ. Ở đây có một số bạn là vào rồi. Nhưng mà các bạn vào là các bạn nhớ là cái tên nè. Các bạn ghi cho thầy cho nó đúng theo như cái tên học của mình á.
Bởi vì để sau này xuất ra tính điểm chuyên cần. Bây giờ ví dụ như ghi gọn quá, ví dụ như ghi bình to rồi là... Cái đó thì các bạn vào bên Gmail á, các bạn chỉnh sửa cái hồ sơ của mình. Nó có nút 3 chấm bên này nè, mình không học nữa, mình rơi đó. Rồi mình sẽ học với cái ứng dụng đầu tiên. Nói chung mà ngày hôm nay là chỉ hướng dẫn các bạn học cách sao thôi, còn sau này về các bạn là tự học, là thầy chỉ hướng dẫn thôi mà. Rồi thầy mới ra đây. Vào đây. Cái này thì phải giáo viên mới tạo được. Tạo ra một cái câu hỏi. Giống như thầy gì ngày xưa, khi tới lớp thì mình phải đặt một câu hỏi cho các bạn ghi vào tờ giấy. Xong cái trả lời xong cái rất một cặp giấy đưa cho thầy. Thì giờ mình sẽ không làm như vậy nữa, mình làm như thế này. Mình vô đây. Mình tạo ra một cái câu hỏi ở đây. Câu hỏi là gì? Ví dụ như nãy các bạn học môn gì? Nền móng, thì luật, thủy văn là đủ thứ hết đúng không? Giờ hỏi thử coi mình còn nhớ cái gì không? Học cầu thép, học kết cấu thép, kết cấu bê tông hết rồi đúng không? Sao chỉ có nền móng là học kỹ rồi đúng không? Thi rồi thì coi như môn nào thi rồi coi như là môn đó học kỹ rồi đó. Còn ví dụ như mình rớt là mình chưa kỹ thôi. Còn môn nào đang học vậy thôi, không nói. Sức bền vật liệu là kỹ chưa? Chưa kỹ à?
Để tao nổi nền móng với cho nó dễ không? Ghi vô là sức chịu tải của cọc gồm sức chịu tải của cọc theo đất nền nha. Gồm mấy thành phần rồi công thức nhớ được không, nhớ được thì lên mạng sợ để có giúp. Ở đây thầy sẽ cho ví dụ ngày mà kết thúc cái câu trả lời này nè, chứ không phải để miên man không được. Ngày nay là ngày 27 không, thời gian mình học hết cái này là mấy giờ. Nhưng mà hôm nay có một số bạn là không mang theo công cụ, cho nên mình để luôn tới khuya ngày hôm nay, tới 12 giờ tối ngày hôm nay là đóng, không nhận câu trả lời nữa. Đó là buổi hôm nay, còn buổi sau là sẽ thời gian nó bắt đầu từ đầu tiết cho đến lúc là gì, là bắt đầu từ khoảng 14 giờ cho đến 15 giờ, 16 giờ đến 17 giờ. Mình có 1 tiếng đồng hồ để làm cái việc đó. Cho nên ở nhà các bạn bữa đó mình bận, mình ở nhà mình học cũng được. Nhưng mà đúng cái giờ đó các bạn phải lên và join vào lớp học để biết thầy đang làm gì trên này và trả lời liền. Còn qua thời gian đó là hết, là không tính điểm chuyên cần được. Ở đây có top bit gì hay không? Ví dụ như đây nó sẽ thuộc top bit về nền móng. Nền móng là học rồi. Ở đây là dạng câu trả lời ngắn hay câu trả lời có nhiều lựa chọn. Đây câu trả lời ngắn các bạn tự ghi vô. Sinh viên sau khi trả lời xong mà cảm thấy sai có thể sửa được, chứ không mà sai xong không biết sao sửa là không được. Hả? Là sao? Chưa, từ từ, mình thử từ từ mà. Rồi ở đây là hiện nay lớp của mình đang có 11 bạn. Bây giờ một bạn nào đó trả lời thử xem. Nhưng bây giờ mình giải lao rồi lát mình tiếp tục. Giải lao đi.